lời của các bạn về cái chất lượng của giáo dục hay là về cái nội dung của giáo dục thì hầu như là các bạn trả lời một cách rất là lạc quan. Về mặt thuật ngữ thì bây giờ chúng tôi cũng không gọi hoặc là không dùng từ dựa những cái thuật ngữ trước đây, ví dụ như là chúng tôi hay nói là kỹ năng sống, kỹ năng hoặc là gần đây nhất mọi người hay gọi là kỹ năng thế kỷ 21, nhưng hiện tại bây giờ chúng tôi hay gọi là kỹ năng chuyển đổi. Và cái kỹ năng chuyển đổi đấy là cái mà chúng tôi muốn là để mà các bạn trẻ khi mà đến bậc đại học hay cao đẳng hay là đến lúc ra nghề rồi mà xây dựng cái kỹ năng đấy thì nó quá muộn. Mà những cái kỹ năng đấy thì cái cách để chúng tôi làm như thế nào, chúng tôi mong muốn chính là mình nó cũng bắt đầu từ cái bậc học đầu tiên, đấy là bậc học mầm non. Những cái gọi là về kỹ năng tình cảm xã hội, những cái cách mà các em giao tiếp với nhau trong kỹ năng giao tiếp, để dần dần nó sẽ có những cái kỹ năng khác như là kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng những cái gọi là sáng tạo đổi mới, thì những cái kỹ năng chuyển đổi đấy nó sẽ giúp cho các em là tự thích nghi được. Và để làm sao mà để thay đổi cái đó thì với chúng tôi đang nghĩ đến một cái việc để các em thay đổi được, thì đầu tiên là trong hệ thống giáo dục thì người giáo viên phải thay đổi đã. Người giáo viên phải biết được là các em cần những cái kỹ năng đấy như thế nào, và không phải là không có một cái môn học nào là môn học kỹ năng chuyển đổi riêng biệt cả, mà người giáo viên nào cũng và dạy bất kể một môn học nào, bất kể một cái cấp học nào, dù là trong lĩnh vực giáo dục hay là trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề hay là ngoài trường học, thì đều có thể giúp đỡ em xây dựng những cái kỹ năng đó. Chúng tôi đã trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và cũng như là chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm Việt Nam, thì đã xác định là cái đổi mới sáng tạo là một trong 3 trụ cột để phát triển của đất nước trong vòng 15 năm tới. Và trong đó thì phải trang bị cái tinh thần trách nhiệm công dân đối với xã hội, và nó thể hiện qua là cái doanh nghiệp xã hội, thể hiện qua cái tinh thần doanh nhân doanh nghiệp xã hội. Và cái doanh nghiệp xã hội nó rất là hay ở chỗ là họ phát triển trên cái nguồn lực của xã hội bền vững và không hoàn toàn chạy theo tiêu chí là lợi nhuận. Và cái điều này rất là quan trọng trong cái tinh thần doanh nhân, và qua đó thì tinh thần yêu nước và tương trợ tương thân giúp đỡ đồng bào của các doanh nhân Việt Nam. Và trong 3 năm qua thì Bộ Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng để ký đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Và chúng tôi có thể rất là vui mừng thông báo với ngài đại sứ và các ông bà là kết quả cho đến ngày hôm nay thì rất là khả quan. Và trong những cái kết quả đó thì có thể nói là nếu khảo sát về tinh thần khởi nghiệp trong học sinh sinh viên, nhất là trong sinh viên và trong cộng đồng cán bộ giáo viên đã được nâng cao rất là rõ rệt. Và với nỗ lực như vậy thì chúng tôi luôn luôn nhớ đến cái sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ hiệu quả của cộng đồng Anh cũng như là các tổ chức quốc tế. Và trong thời gian vừa qua thì cộng đồng Anh với bộ đã có những chính sách phối hợp trong việc đào tạo các kỹ năng về nghiệp xã hội, đổi mới sáng tạo, rồi tổ chức các cái tài liệu để cung cấp cho các cái đội ngũ liên quan trong ngành giáo dục.